Vâng, xin chào tất cả quý vị, các cô chú chị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh S8TV. Như vậy, ngoài sau cái thông báo tạm giam Trương Nguyễn Phương Hằng 10 ngày thì mới đây nhất bên phía Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra một cái thông báo, và đồng loạt các báo cũng đã đưa tin liên quan đến vụ án của Trương Nguyễn Phương Hằng. Chúng ta cũng đã biết rồi, cơ quan chức năng đã tạm giam, ra lệnh tạm giam, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh tạm giam Trương Nguyễn Phương Hằng thêm 10 ngày để hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố. Như vậy là trong ngày hôm nay những cái thông tin rất nóng đã đến với cô chú anh chị và các bạn. Tuy nhiên đây mới là cái mà chúng ta rất nhiều người mong đợi là ở chỗ này. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng. Cô chú anh chị và các bạn hãy nhớ nhé, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng truy tố ra trước Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xét xử bị can Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức cá nhân theo điều 331. Ngày 26 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng truy tố ra trước Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xét xử bị can Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam Bình Dương và 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức cá nhân xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. S8TV cũng muốn nói với cô chú anh chị và các bạn, như vậy thì chúng ta cũng sẽ thấy sớm thôi, vụ án sẽ được đưa ra xét xử. Và chúng ta, tất cả những người quan tâm đến câu chuyện này, cô chú anh chị và các bạn đều biết rằng là chị Hằng cũng đã bị tạm giam hơn một năm rồi. Và hy vọng rằng nó sẽ không có những cái gì thay đổi, đặc biệt là phiên tòa diễn ra. Và rất nhiều cô chú anh chị và các bạn cũng thắc mắc rằng là theo như luật quy định thì tạm giam bao nhiêu lần là đủ, bao nhiêu lần thì sẽ đưa ra xét xử. Xin thưa với tất cả cô chú chị và các bạn, nó tùy vào tính chất mức độ của vụ án, không nghiêm trọng, ít nghiêm trọng hay là nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, nó sẽ có từng cái quy định rất là rõ ràng trong đó. Nếu cô chú chị và các bạn nếu chưa hiểu về vấn đề này thì có thể tra cứu thêm. Còn thật sự là S8TV cũng muốn chia sẻ với cô chú chị và các bạn cái nội dung này rất là nóng mới đây. Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 3 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi live stream. Thật sự là S8TV đọc ở trong những cái này thì đọc là bị can thật sự, nhưng mà mình muốn gọi là chị Hằng hoặc là show Nguyễn Phương Hằng. Đây là một câu nói rất là chân thành. Đã tổ chức nhiều buổi live stream phát ngôn trực tiếp về bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín danh dự của 10 cá nhân, gồm Võ Nguyễn Hoài Linh, Nguyễn Thị Mỹ Oanh, Đặng Thị Hàn Ni, ông Huỳnh Minh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên, Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển và Đinh Thị Lan, Lê Thị Giàu, Trương Việt Hà. Quá trình điều tra, như bà Nguyễn Phương Hằng đã thừa nhận phát ngôn xúc phạm các cá nhân trên. Trước khi đến với phần tiếp theo thì S8TV cũng muốn nói với cô chú chị và các bạn, như các cô chú chị và các bạn cũng đã thấy, bản thân trong số những bị hại này thì như ca sĩ Thủy Tiên đã yêu cầu kê biên tài sản của chị Hằng, kê biên tài khoản, đóng băng tài khoản ngân hàng để điều sau này bồi thường. Nhưng mà không biết là cái cơ sở nào để vững chắc nào để Thủy Tiên nêu ra những vấn đề đó. Cơ quan chức năng cũng chưa có cái kết luận là chị Hằng sẽ phải bồi thường cho Thủy Tiên bao nhiêu cả, cũng như là Đàm Vĩnh Hưng vậy thôi. Chúng ta thấy rằng là trong cái câu chuyện này nó có rất nhiều điều, đặc biệt là ở cái thời điểm này tại sao lại có những câu chuyện đó, thì chúng ta cũng hãy bình tĩnh và chia sẻ dưới cái góc độ của những người theo dõi về tin tức, và đặc biệt là những người yêu quý Sơn Nguyễn Phương Hằng cũng như là tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, thông cảm cho họ, thông cảm cho họ những gì đã trải qua, những gì đã diễn ra, những gì đã xảy ra, đúng không ạ? S8TV xin được tiếp tục đọc tiếp. Bên cạnh đó, ba bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thu Hà, Huỳnh Công Tân dù không có mâu thuẫn với các cá nhân trên, nhưng do là nhân viên và hưởng lương của bà Nguyễn Phương Hằng nên liên tục thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bà Nguyễn Phương Hằng. Ngoài ra, để tăng độ tin cậy cho những phát ngôn của mình, bà Nguyễn Phương Hằng đã mời tiến sĩ luật Đặng Anh Quân tham gia vào buổi live stream của mình. Khi bà Hằng phát ngôn xúc phạm người khác thì tiến sĩ luật Đặng Anh Quân tương tác phát ngôn về nội dung liên quan. Theo cơ quan điều tra, tiến sĩ luật Đặng Anh Quân đã góp phần cổ vũ về tinh thần, thêm ý chí cho bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi. Bên cạnh đó, tại cơ quan điều tra, 10 bị hại
đều có những yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường hoặc xin lỗi công khai, trong đó Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Lê Thị Giàu, Trương Thị Việt Hà không yêu cầu bồi thường về vật chất. Chúng ta đã thấy rằng là có những người đã không yêu cầu bồi thường về vật chất. Những cái Tan TV xin nhấn mạnh là bà Trương Thị Giàu và bà Việt Hà, cũng gọi luôn là chị Giàu hay chị Hà đi, là những người này trước kia cũng đã có những cái giống như là bà Giàu đã có những cái là yêu cầu hoặc là rồi kiện cho Nguyễn Phương Hằng. Thế nhưng mà ở cái thời điểm này thì đã không yêu cầu bồi thường và cũng đã được bổ sung vào là bị hại của chị Hằng, chỉ yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng xin lỗi, đúng không ạ? Ca sĩ Vy Oanh chưa có yêu cầu bồi thường về vật chất, yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng động phạm xin lỗi. Bà Đặng Thị Hàn Ni yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Cái về cái vấn đề của Hàn Ni này thì không biết là Hàn Ni yêu cầu bồi thường thế nào, nhưng có lẽ là Hàn Ni sẽ còn phải nhận một cái phiên tòa khác nữa, mà ở trong phiên tòa này thì rất có thể là sẽ có cái sự xuất hiện của Hàn Ni với tư cách là người bị hại, đúng không ạ? Đây là cái quy định trong luật tố tụng hình sự, nó có rất là rõ. Và Đinh Thị Lan không yêu cầu bồi thường, mà Đinh Lan thì lấy cái gì để yêu cầu bà Hằng bồi thường đây? Đinh Lan lấy cái gì để yêu cầu chị Hằng bồi thường mới là vấn đề. Nhưng mà dù sao đi nữa thì để tránh đổ thêm dầu vào lửa, hay nói đúng hơn là giảm đi những cái căng thẳng, thì STV cũng hoan nghênh cái yêu cầu không yêu cầu bồi thường của Đinh Lan dưới cái góc độ nhìn cái câu chuyện nào ra câu chuyện đó. Cũng không nên yêu cầu bồi thường bởi vì bản thân mình đã có những cái phát ngôn về người ta nhiều hơn những gì người ta nói về mình. Riêng vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng đồng phạm bồi thường về tổn thất vật chất là 31 tỷ đồng. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng xin lỗi công khai bồi thường thiệt hại về vật chất hơn 43 tỷ đồng. Tôi nói đến đây thì mới phải nói là cái ngông của anh ấy vẫn được thể hiện khá là cao. Nhìn lại cái hào quang rực rỡ và những cái mà nó đã xảy ra thời gian gần đây thì chúng ta đã thấy rằng là cái vấn đề của Đàm Vĩnh Hưng không biết là có được nhiều người hoan nghênh hay không, nhưng đi vào các hội nhóm, đi vào các trang Facebook khi mà đăng lên những thông tin liên quan đến Thủy Tiên và Đàm Vĩnh Hưng đòi bồi thường, thật sự là tôi thấy rất tiếc cho những ca nghệ sĩ này khi mà những cái bình luận thật sự là nó rất là nặng nề nhắm vào những người này, bởi vì những cái mà không biết là họ đã làm gì, có làm đúng hay không, và ở góc độ ở đây là cộng đồng người ta nhìn thấy nó từ việc này nó có thể sang việc khác. Ví dụ như cái phát ngôn của Đàm Vĩnh Hưng cũng có thể bị ảnh hưởng ở trong cái giai đoạn những cái câu chuyện liên quan đến vấn đề này. Những phát ngôn của Trấn Thành chúng ta cũng đã thấy đó. Thế cho nên là cái yêu cầu bồi thường và cái cách mà họ yêu cầu bồi thường thì không biết là cơ quan chức năng sẽ xem xét đến bao nhiêu phần trăm cho họ. Nhưng thật sự là đối với Tam TV thì thấy là nó khá là khập khiễng so với những gì mà chúng ta đang theo dõi. Hy vọng cô chú anh chị và các bạn sẽ luôn ủng hộ cho những sản phẩm Tam TV đang bán, đó là Đông trùng hạ thảo ngâm ở đông, Đông trùng hạ thảo khô và tươi, rượu Đông trùng hạ thảo của Etam TV luôn đáp ứng được nhu cầu về sản phẩm của tất cả cô chú anh chị và các bạn. Đây là những sản phẩm rất tốt cho sức khỏe của mọi người, nó có trong rất nhiều cái thành phần của thuốc hỗ trợ chữa bệnh, điều trị các bệnh, và đặc biệt tốt với những người bị tim mạch, huyết áp, tiểu đường, đau lưng nhức mỏi, hen suyễn, yếu sinh lý, hiếm muộn, chị em phụ nữ làm đẹp. Nó có những cái tác dụng rất tốt đối với trẻ bị còi xương, trẻ biếng ăn, người già, đặc biệt là những người già mắc rất nhiều cái chứng bệnh liên quan đến tuổi già. Nó hỗ trợ cho tất cả mọi người trong những cái sản phẩm này. Đối với Etam TV thì xin cam kết với tất cả cô chú anh chị và các bạn, không có đông trùng hạ thảo kém chất lượng là điều đầu tiên. Điều thứ hai, hàng rẻ thì chắc chắn là tiền sẽ đắt. Người ta đã nói câu rồi, thứ gì rẻ thì không bao giờ đắt, mà thứ gì đắt, thứ gì chất lượng thì không bao giờ là rẻ cả. Nhưng Etam TV xin đáp ứng đủ yêu cầu về tài chính của tất cả cô chú chị và các bạn về những mặt hàng đông trùng hạ thảo. Đây là những sản phẩm mà Etam TV tự tay làm và sẽ gửi tới cô chú chị và các bạn. Đó là điều mà Etam TV luôn tự hào trong gần 10 năm qua khi tham gia thị trường đông trùng hạ thảo. Và phía sau Etam TV đây thì có rất nhiều loại đông trùng hạ thảo, cô chú chị và các bạn cũng đã nhìn rồi. Nó được lựa chọn, được tuyển chọn qua rất nhiều khâu, ngặt nghèo mới ra được những sản phẩm này. Và hy vọng là chúng ta
sẽ được thấy câu chuyện tới đây như thế nào. Và nếu như sau 10 ngày này mà bản thân chị Hằng được tại ngoại thì lại càng tốt đối với tất cả cô chú anh chị và quan. Xin được cảm ơn tất cả mọi người. Hãy lưu ý rằng là chúng ta cứ giữ bình tĩnh thì tất cả mọi chuyện sẽ đổ vào đó thôi. Và đối với người tốt thì chắc chắn rồi, sẽ có những điều tốt sẽ đến. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và quan.